lôi anh em chúng ta quay trở lại với nhau rồi. Và ok, sau clip hôm qua ở trong cái đánh cung Acme đấy anh em, thì sau khi đánh xong thì mình cũng có ngồi chat chít rồi tán tán xàm với Acme một tí, và mình có hỏi một câu, đó chính là theo như Acme thì đội hình nào sẽ là đội hình gọi là amazing good job nhất. Thì ok, thì Admin cũng đã cũng gọi là hơi phân vân một tí về cái câu trả lời, nhưng mà ok, cũng có một một câu trả lời thích đáng cho chúng ta đó, nhưng mà mình chưa biết là nó có ngon hay không. Thì bây giờ mình sẽ cùng phân tích cái câu trả lời đấy nhá. Rồi đây, cái câu trả lời của Admin như sau, đến gồm 6 con thì thành một đội hình luôn đấy anh em. Đây, một đội hình sẽ gồm có 6 con đây, và cái đội hình mà Admin đưa ra mà cho là mạnh theo theo học min nhá, theo học min, rồi còn lại thì nó hợp meta hay không thì mình chưa biết. Bây giờ mình sẽ cùng phân tích cùng với anh em để xem cái đội hình này nó có khỏe không nhá. Rồi ok, đến với top 5. Top 5 của chúng ta đó chính là Sanemi. Thì Sanemi là một con được tất cả công nhận là con ground unit mạnh nhất thời điểm hiện tại. Thì ground unit là gì? Là những con đánh ở dưới đất không có khả năng đánh trên trời. Thì con Sanemi này khi lên level 80 nó sẽ có tốc nó sẽ có ram là 946,91, 3,2 giây tấn công và 41 tầm xa. Ok chưa? Khá là ngon anh em ạ. 946,91 dam là một lượng dam khá là lớn. Và nếu như so với con Luffy thì nó có yếu một tí, bởi vì Luffy là 953. Nhưng mà lại có một cái đặc điểm cực kỳ kinh khủng là con này đánh trong 3,2 giây thôi anh em. 3,2 giây, 900 đam mà 41 tầm xa đây anh em. Là quá ngon luôn, cực ngon luôn, tầm xa cao, đam cao, tốc độ đánh nhanh. Thì con này đúng là một con gọi là thuộc tầm kinh khủng khiếp nhất mà mình từng thấy đấy. Đó, cho nên là con này là một con mình cũng đang định săn đây anh em. Đó, nhưng mà chưa 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 thể nó bán, nên chưa săn được đó. Cho nên là đây là con ở top 6 chứ, con top 6 của chúng ta là con Sanemi. Rồi, đến với top 5, đó chính là con Fujitora. Fujitora thì là khi lên level 80, nó sẽ có chỉ số là 921,85, 32 tầm xa và 6 giây tấn công. Thì anh em nghe cái chỉ số này, anh em thấy thì con này thực ra nó yếu hơn con Sanemi thì anh em, thì đúng như rồi. Không thể nào mà mạnh bằng con Sanemi được. Nhưng mà con này lại có một cái đặc điểm cực kỳ kinh khủng là có full AoE thì anh em. Full AoE, đam to, tầm xa thì gọi là tạm được, 32 gọi là tạm được thôi anh em. 6 giây tấn công là một cái tốc độ tấn công cũng hơi chậm một tí, nhưng mà cũng có thể bù lại là cái đặc điểm của nó là full AoE. Và con này nó còn có một cái kỹ năng đặc biệt của thiên thạch đấy anh em. Thả thiên thạch xuống thì sẽ gây khoảng 2.000 đến 3.000 đam. Đó, tùy vào anh em nâng cấp lên level bao nhiêu rồi nhá. Đó, con này thì mình đánh giá là một con cực mạnh về khoảng đép đầu hay là giữa game, nhưng mà về cuối game thì con này nó ít thể hiện được sức mạnh của nó mấy. Nhưng mà mình cũng khuyên anh em là con này là một con cực kỳ nên lấy, mặc dù nó không phải gọi là mạnh nhất đâu, nó chỉ gọi là dạng hơn hơn các con Mega Ray một tí thôi, đó gọi là hạng S đi, hạng S đi cho nó dễ hiểu đó. Cho nên là mình khuyên anh em vẫn nên lấy con này để có thể đép đầu hoặc là giữa game đều ngon cả. Đó. Rồi, top 4 của chúng ta đó chính là con Mi Hắc. Mi Hắc là một con thì mình phân tích trong rất là nhiều video rồi, cho nên bây giờ mình sẽ chỉ nói nhanh qua thôi. Mi Hắc thì là con đánh trên trời, và con đánh trên trời này nó có khả năng cực mạnh, bởi vì lượng đam nó khi lên level 80 sẽ là 653,35 đam, 120 tầm xa và 3 giây tấn công. Vâng. Một cái chỉ số hoàn toàn kinh khủng khiếp thôi anh em. 3 giây tấn công mà đến tận 120 tầm xa. Con này là con có tầm xa cao nhất game luôn anh em, 120 là cao nhất game rồi đấy. Và 653 đam là một lượng đam thì nếu như nói ra là nó yếu hơn con Broly, nhưng mà nếu như anh em xét về lượng đam trong 1 giây thì con này là con Heal Unit mạnh nhất rồi đấy. Đấy, chúng ta sẽ thử tính nhau anh em nhé. 653,35 mà chia cho 3 giây đi anh em, có nghĩa là trong 1 giây nó sẽ đánh được 217 đam. Còn con Broly nó sẽ
hơn 800 đam, mình cứ làm tròn thành 800 đi, chia cho 16 thì nó chỉ gây được 50 đam một giây thôi anh em. Đó, cho nên là mình cực kỳ đánh giá cao con Mi Hắc này. Và con Mi Hắc này hiện tại đang được đánh giá ở hạng S cộng, có nghĩa là thuộc dạng mạnh nhất đấy. Đó, cho nên là con này quá ngon rồi. Đội hình chưa gì, đội hình ba con đầu là đã mạnh rồi đúng không? Rồi mình sẽ tiếp tục phân tích ba con sau cho anh em thấy nhá. Rồi, con tiếp theo, con top 3 đó chính là con Ewin. Con Ewin này thì nó không có khả năng tấn công bởi vì nó thuộc hàng support cho anh em. Thuộc hàng support và con này nó có khả năng đó chính là búp đam. Thế búp đam là một cái thể loại mà không thể nào thiếu rồi anh em. Búp đam quá mạnh. Con này thì búp đam khoảng 10%, sau rồi nâng cấp tiếp theo nó sẽ là 20%. Và con này nó có một cái đặc điểm nữa, đó chính là nó có thể gọi là theo dây chuyền nha. Có nghĩa là anh em sẽ dùng con Ewin khác để búp cho con Ewin này, xong từ con Ewin này anh em sẽ búp cho các con unit khác đều được. Đó, nó không không bị giới hạn đấy anh em. Cho nên là anh em búp 8 con cho một con đều được hết thì nó sẽ là khoảng hơn 100% về lượng đam. Đó, tăng 100% thì nghe 100% nghe sợ vậy thôi, chứ ra nó cũng chỉ tăng có x2 x3 gì đấy. X2 x3 đam lên thôi, chứ nghe 100% nghe sợ vãi cứt ra luôn, đúng không? Nhưng ra nếu như tính ra theo tỷ số thì cũng chỉ x3 đam lên thôi anh em ạ. Đó, nhưng mà không sao. Con này là một con cực kỳ ngon nha anh em. Mình thấy con này được rất là nhiều người sử dụng ở trong Infinity, Story Mode hay là ở trong Child đều sử dụng con Ewin này hết. Bởi vì cái búp đam của nó quá mạnh đi. Như kiểu con Luffy này ấy, mà anh em búp đam lên cho nó có thể lên đến 2.400 đam rồi anh em. 2.400 đam mà để đánh thì quá kinh khủng rồi. Đó, anh em còn chưa tính đến con Rengoku hay là con Fujitora con gì đấy mà búp đam lên thì quá là kinh khủng luôn. Đó, thì thôi mình sẽ nói ít về con Ewin thôi, bởi vì con Ewin thuộc hàng support mà. Không có gì nhiều để nói đâu, bởi vì chức năng của nó chỉ có mỗi thế thôi. Rồi, tiếp theo top 2 của chúng ta đó chính là con Eren. Thì như cái clip trước của mình lúc chơi với admin thì mình cũng đã review luôn cho anh em con mà admin sử dụng, đó chính là con Eren rồi đấy. Đó, thì con Eren admin nâng lên level 80. Thì level 80 con Eren sẽ có một lượng đam là 4.725,66 đam. 120 giây hồi chiêu, còn lại tầm xa mình không tính nhá, bởi vì con này đi xuyên map mà. Thế nên mình sẽ không tính tầm xa vào đây. 120 giây hồi chiêu thì là một cái khoảng thời gian khá là lâu. Nhưng mà nếu như tính trong một game thì anh em có thể tính là khoảng 2 quay thôi anh em. Khoảng 2 quay. Đó. Thì ra một con Eren, hoặc là nếu như một cái nào đó lâu thì khoảng một quay thôi anh em. Đó. Và con này thì 4.000 đam. 4.700 thì gần 5.000 đấy. 5.000 đam cho một con Eren. Nếu như anh em mà đi Infinity mà đặt 8 con Eren ra thì sẽ là 40.000 đam thôi anh em. 40.000 đam thì cũng con này là một con gọi là khá là tốt cho anh em dep defense đấy. Thì con này đầu game, giữa game hay cuối game đều mạnh cả. Cho nên là mình cũng khuyên anh em là nên lấy con Eren này. Bởi vì con Eren này đã từng trở thành một hot hot pick thôi anh em. Kinh lắm. Được rất là nhiều người lựa chọn sử dụng luôn, và con này là đi support ngon cực. Siêu ngon luôn, support siêu ngon luôn đấy. Con này phải gọi là con gần như là ngon nhất trong hàng ngũ support rồi đấy. Đó, thì ok. Top 1 là con cuối cùng trong đội hình của admin đưa đấy, là Buma. Buma tất nhiên là không thể thiếu rồi. Thì nếu như Buma mà lên level 80, nó sẽ có chỉ số là 2.360 vàng một một quay. Con này mình không tính nó lượng đam hay như thế nào hết anh em ạ. Bởi vì con này chỉ có chức năng là cho tiền thôi. Cho nên là mình sẽ tính là lượng tiền là cho mỗi quay đi, cho nó dễ tính. Thì con này mỗi quay khi anh em lên level 80 ấy, nó sẽ là 2.360 tiền. Holy shit, một cái lượng tiền kinh khủng khiếp anh em ạ. Anh em cứ tưởng tượng em đặt 8 con đi, 2, 3, 60 mà nhân cho 8 lên thì sẽ là 18.880 vàng thôi anh em. Oh my god, là anh em cực kỳ nhiều luôn anh em, cực kỳ nhiều vàng luôn, 18.000 vàng, quá nhiều luôn á. Đó, mà con Buma này thì chắc chắn là anh em nào cũng có rồi. Con này là một con hot pick luôn, mình thấy trong tủ đồ của ai cũng có con này hết á.
Các YouTuber lớn như kiểu Zero by In này, Nano Vlogger D này, các kiểu kiểu nói chung là những YouTuber hay là nói gần gần hơn một tí là kiểu giáo sư Phúc đấy, thì đều sử dụng con Puma này hết anh em đấy, người ta đều sử dụng con Puma này hết, thì chắc chắn là nó con này có rất là có lợi trong một cuộc chiến người ta mới sử dụng, chứ nó mà không có lợi sử dụng làm gì. Con này được đánh giá là hàng còn mạnh hơn cả Mega Ray đấy anh em đã từng coi clip 4 sao mạnh hơn 5 sao của mình thì sẽ biết là mình xếp con này còn mạnh hơn cả 5 sao cơ. Thì ok, tổng lại 6 cái con mà admin kể thì đây mình sẽ xếp nó thành một hàng như này nhá. Sanemi này, Fujitora này, Mihawk này, Egwene này, Eren này, Buma này. Thì 6 con này nó sẽ ghép thành một đội hình đấy anh em. Cái đội hình này thì anh em có thể nhìn thấy đó chính là công thủ toàn diện. Công thủ toàn diện anh em ạ. Đó thì cái đội hình này thì mình nghĩ là admin chỉ đi đưa để đi Infinity thôi. Chứ nếu như đi Story Mode hay là đi 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 Story Mode hay là đi chơi ấy thì cái đội hình này thường được ít người sử dụng. Bởi vì sao ạ? Con Mihawk rất là đắt để đạt thôi anh em. Vô cùng đắt luôn. Mà thực ra trong cái đội hình này chỉ có đúng một con Mihawk là có khả năng đánh trên trời thôi. Đó. Cho nên mình thấy là cái đội hình này để đi Infinity khá là ngon. Rồi. Đó thì cái phân tích của mình để đây cũng là kết thúc rồi nha. Nếu anh em thấy cái clip này nó hữu ích thì anh em hãy để lại một like, một subscribe, một đăng ký kênh. Nhớ nhấn vào nút chuông để có thể nhận nhiều thông báo khác nhé. Và anh em thấy nó hữu ích cho anh em thì hãy để lại comment bên dưới nha. Và giờ thì bye.